Những ngày cận Tết, sức mua tại các chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh. Dù không bằng những năm trước, nhưng việc đơn hàng tăng trở lại là tín hiệu tích cực cho ngành bán lẻ sau nhiều tháng đóng cửa. Chỉ bằng được phân nửa so với Tết năm ngoái thôi, không thể nào bằng được 100% so với năm ngoái được. Chủ yếu là mình online, còn khách vẫn online thì họ vẫn đặt qua điện thoại. Đó, mình có hai kênh, mình bán online và offline thì nói chung là cũng là 90% là khách quen. Thưa quý vị, càng gần những ngày Tết thì những cái giỏ quà trái cây như thế này là càng đắt hàng. Quý vị có thể thấy là xung quanh tôi thì các tiểu thương đang tấp nập, rất là tất bật chuẩn bị hàng hóa. Và mặc dù là lượng tiêu thụ không bằng so với Tết năm ngoái, tuy nhiên là những cái tín hiệu khởi sắc của cái đơn hàng đi nhiều như thế này, nó cũng là hứa hẹn cho một cái mùa Tết buôn bán rất là may mắn của các tiểu thương. Trước Tết tôi nhập hàng vô nó khoảng cỡ chừng 50%. Mẫu mã thì thấy nó cũng bình thường, chứ nó cũng không chưa có mẫu mã mới. Đơn hàng thì đã tăng trong vòng 10 ngày trở lại đây thôi. Tết này nè, nhu cầu phụ huynh mua sắm cho con cháu rất là nhiều. Với lại bây giờ được tiêm phòng đầy đủ hết rồi á, tâm lý con người nó vững vàng hơn thì mình mua sắm nó thoải mái hơn, hưởng không khí Tết nè. Đông người qua lại nó vui, nó nhộn nhịp, tưng bừng sức sống á. Như mùa xuân về luôn. Hiện 213 trên 233 chợ truyền thống cùng 3 chợ đầu mối đã hoạt động bình thường để kinh doanh Tết. Trong tuần giáp Tết, lượng tiêu thụ hàng hóa không có nhiều biến động. Điều đáng mừng nhất ở chợ Tết Nhâm Dần chính là việc ai cũng nhắc nhau nguyên tắc 5K. Năm nay thì người ta hầu như người ta không mua, cái chừng chót người ta nói hơi kẹt cũng mua đi. Thì cũng như qua ông tới giờ trời á, coi như là 22, 23 người ta bắt đầu mua sắm. Nọc ít hơn lúc trước. Ít thôi, lúc trước thì ít chậm chậm chút chút bán thôi, để giữ 5K. Khi bản thân mình thấy mà dụng chỗ nào đông quá thì mình cũng né né để chờ, mình cũng xếp hàng á, để cái đó thì để bảo vệ cho mình thôi. Những ngày qua, mãi lực ở hệ thống siêu thị cũng tăng dần, nhất là trong tuần lễ giáp Tết Nguyên Đán. Hiện nay là bình quân là 1.500 lượt khách đến mua sắm của mình, và dự kiến là sắp Tết, cận Tết khoảng 2-3 ngày nữa, lượng khách có thể lên từ 2.000 tới 2.500 lượt khách. Năm nay là sức mua có vẻ nó cũng không được bằng mấy năm trước đâu. Đến nay thì nó chỉ tăng khoảng 20-30% thôi, chứ nó không ở cái mức mà gấp đôi hay là hơn 2 lần như trước đây. Các doanh nghiệp cũng đã đăng ký giữ giá ổn định một tháng trước và một tháng sau Tết. Thì như vậy là người dân có thể hoàn toàn yên tâm mua sắm với lượng hàng hóa phong phú, ổn định. Và trong trường hợp là nếu mà sức mua nó vẫn còn chưa cao lắm thì sẽ phải tính toán các cái phương án tổ chức khuyến mãi thêm. Nguồn hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết cổ truyền ổn định, không biến động giá ở chợ và hệ thống bán lẻ hiện đại. Diễn biến này cho thấy các chương trình bình ổn thị trường kết nối chuỗi cung ứng sau giãn cách đang phát huy hiệu quả tốt. Người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sắm Tết an toàn, tiết kiệm và đầy đủ.